Giờ cho mình ăn khó lắm đấy. Khó cho ăn thì tính lúc nào được lúc đấy nhưng mà không cho. Bây giờ bắt đầu vào làm là có một cái thôi. Xong là bắt đầu là mỗi năm cơ nó thêm vài cái nữa. Thế là thôi, đến năm ngoái đến bây giờ 2017, 2018 làm hai gác liền. Còn là rụng hết. Cái lồng này thì cá to bán được. Các cái lồng kia là cứ ăn tiếp theo ở đấy. Thế xong cái lồng ấy mình bán đi thì mình lại lấy cám đấy mình nuôi lồng kia. Xong cũng lại mua giống. Đấy, nó cứ thế thì đại khái là lại cứ lại làm thêm lồng ra rồi. Không biết tính nó là bao nhiêu cả. Ở nhà thì chẳng xây dựng được cái gì cả mà rất là ngoài này đấy. Chứ có lồng tiền xây dựng rất là ngoài này. Thì mình có phải là mình có vốn đâu. Mà mình đi vay mượn này rồi có đồng nào ra thì thế mà mình vay nhiều trước khi bắt đầu mới làm thì vay cũng mấy chục triệu. Thế là bây giờ nhà mình đã trả hết nợ rồi? Trả được, chưa trả được nợ.